Chúng ta sẽ đến với phần dự thi của thí sinh cuối cùng. Anh chưa dành cho em, ôi nhớ. Tuổi trẻ của chúng ta đã đi qua chiến tranh, nhớ. Say hi.
Xin chúc mừng thí sinh Lê Quang Huy đã vừa hoàn thành xong phần dự thi của mình. Chị Thanh Ngọc ơi, em thấy là ngoài dòng nhạc mang âm hưởng dân gian thì đa số các bạn thí sinh của vòng chung kết này đều lựa chọn ca khúc truyền thống để làm ca khúc dự thi của mình. Như là bạn Lê Quang Huy vừa rồi, bạn đã chọn một ca khúc của nhạc sĩ Trần Tiến được mang tên Điệp Khúc Tình Yêu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ý kiến đánh giá của ban giám khảo. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam. Em đã hát bài hát Điệp Khúc Tình Yêu của nhạc sĩ Trần Tiến. Chị thấy rằng là rất là lửa, một ngọn lửa rừng rực từ đầu đến cuối bài. Chỉ có mỗi đoạn đầu tiên ra thì trông giống như là đã bị hy sinh mất rồi. Nhưng mà rất là cảm ơn em là em đã khơi dậy trong tim của chị cũng như là khán thính giả một ngọn lửa tình yêu quê hương đất nước. Và chị mong rằng ở những cái phần tiếp theo thì em sẽ chọn những bài hát hợp với mình hơn nữa để đốt cháy ngọn lửa của mình. Xin chúc mừng em. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam. Và bây giờ là những lời nhận xét của nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy ạ. Xin cảm ơn chị Thanh Lam cũng đã có những nhận xét mà có một số phần là trùng với nhận xét của Thúy. Tuy nhiên mình xin được nói với bạn một chia sẻ một chút như thế này. Có thể là tâm tình cùng với các thí sinh trong cuộc thi, đó là các bạn là những người sinh ở thế hệ hòa bình, khi mà đất nước đã thống nhất và những cái đau khổ mất mát của chiến tranh nó đã được truyền đến các bạn qua phương tiện thông tin và qua sách vở. Còn nhạc sĩ Trần Tiến viết bài hát này bằng sự đau đớn của một khi mà ông chứng kiến một người bạn hy sinh, và cái nỗi đau đó nó vô cùng là to lớn. Và hơn hết nữa, nó còn là những tình yêu khác, tình yêu quê hương đất nước và tình yêu dành cho người con gái của mình. Trong đó nó có rất nhiều những tình cảm đan xen. Và khi bạn thể hiện thì tôi nhận thấy được là cái ngọn lửa và bằng cái giọng hát rất là khỏe của bạn. Tuy nhiên bên cạnh đó, tôi rất muốn được thấy cái nỗi đau, cái sự dằn vặt và khắc khoải, cả một cái gì đó nuối tiếc khi mà mình không làm được cái lời hứa với bạn mình mà người bạn ấy đã hy sinh rồi. Cái nỗi đau đó nó lớn lắm. Và nếu mà bạn tinh tế hơn ở những điểm đó thì tôi nghĩ rằng bạn sẽ tạo ra một sự xúc động lớn hơn nữa từ phía khán giả trong khán phòng. Cảm ơn bạn. Cảm ơn chị ạ. Xin cảm ơn những lời nhận xét rất sâu sắc của nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy. Và bây giờ là số điểm mà ban giám khảo dành cho phần dự thi của bạn. Nhạc sĩ ca sĩ Lưu Thiên Hương 18,50. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy 18,60. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam 18,70. Và nhạc sĩ Việt Anh 18,70. Nếu quý vị và các bạn yêu thích phần dự thi của thí sinh Lê Quang Huy, xin hãy soạn tin nhắn THTH khoảng cách 08 gửi đến 8483.